Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi, nay có mấy cái đầu kẹp mỗi khoang nè anh em ha. 16 với 13 ly anh em. Đó, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc là Zalo em ha. Có hai cái tai quay nè. Hai tai quay máy này của máy cây này của Kuta EF rồi nè anh em ha. Ha, tai quay ha. Cây thì cây này 150.000 ha. Cây quay 150.000. Cây này thì 2S90 nè, S10 là quay bình thường anh em, quay zin anh em ha. Cây 150.000 anh em, tay quay. Rồi, mấy cái đây đầu kẹp 16 ly nè. Đó. Đang kẹp nữa nè. Kẹp 16 ly á là 180.000 anh em ha. 180.000 một đầu ha, một đầu 180, còn kẹp 13 ly là 150 anh em ha. Anh em mua hai cái thì chuyển khoản đủ em bao ship, còn hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Còn mua hết này đi anh em, tính 1 2 3 4 5. 5 cái 500, 5 cái này 700.000 thôi ha. Anh em mua hết 5 cái này 700.000 ha. Chuyển khoản đủ bao ship luôn. Rồi, trên đây em còn ít đầu à. Đây, còn cũng ít đầu 13 nè. Đó, anh em mua thì liên hệ em. 13. Đầu này 13. Chung thì đầu kẹp 13, đầu có cái mũi khoan, đầu con. Hư rồi. Rồi, anh em mua thì liên hệ em. Ủa, có cái đầu có nhanh ống 40 anh em. Đầu nó nhanh ống 40 nè, đầu này bán anh em 100.000 nha. Nha, khớp nó nhanh. Nè, anh em dẫn cái này vô. Cái này vô co 40 nha. Đó. Cắn lại nó nhanh á. Rồi, cái cụm này bán anh em 100.000 nha. Rồi, rồi lên thanh lý nè. Một cái con này bán anh em nha, chịu đi, cho nó đi đâu nó đi anh em, chịu ha. Cái đế nè, đế này điện 110 ha. Còn hít nên anh em khoan từ, chịu ha, không bao phí vận chuyển anh em, 1.000.000. Rồi, con ba lan này 1.800.000, ba lan 2 tấn này 1.800.000 nha. 1.800.000. Thanh lý thì cho nó đi đi. Rồi, ốc anh em, ốc hến đây nè. Rồi cái thùng này hết rồi, thùng này bán anh em 5 xị nha. Thùng 500.000, thùng đồ nghề 500. Đó. Rồi, thùng đồ nghề 500. Bình xăng, bình xăng này nay bán thanh lý luôn đi, 200.000 thôi, 200.000 nha. Bình đó. Rồi nay có cọc rubin E20 anh em, ổng hút xả 60 nè. Rubin 20, ổng hút xả 60, bình xăng đẹp luôn. À, bình xăng đẹp luôn nha, bình xăng đẹp, bình xăng lớn đẹp. Rồi con này bán anh em, bán anh em thường thì 1.500.000 thôi, nay bán bao hơi lửa 1.300.000 luôn, lóc máy đẹp luôn nha. Đó, 1.300.000. Còn Rube, còn con Kawasaki nè, hai khớp nè, một khớp nối, hai khớp nối, ống hút xả 60. À, Kawasaki bao hơi lửa cho anh em, hai ba ngựa, con này thì bán anh em 1.000.000 đi, 1.000.000 luôn. Nha, 1.000.000 anh em. Rồi, con này Kubota New 3 ngựa 7, bán nghe anh em bao hơi lửa ha. Xăng ụt, bình xăng này nó trắng anh em ơi. Xăng trắng tư nha. Đó, bao hơi lửa cho anh em ha, hơi lửa bao đủ đồ. Rồi, bán anh em 1.100.000. Kubota 1.100.000 nha. Ôi, con bơm này 1.000.000 nè, cho đi luôn đi, 1.000.000 ha. Thanh lý đi. Đây một con nữa nè, thiếu lớp B, thiếu cái hút cái gang này, vậy anh em mình gắn cái gang này vô. Con này Kubota 3 ngựa 7 luôn. Con này máy đẹp nha. Máy đẹp, xăng thì nó hơi dơ vậy xúc. Rồi, con này bán anh em 1.000.000 đi nha. 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, bao hơi lửa anh em, 1.000.000 ha. Rồi, Rubin E15 nè, bán 1.200.000 nè, lọc giá ra bán 1.100.000 nè. Rubin E15 1.100.000 nè, con này ha, bình xăng đẹp nè. Làm bao hai lửa, máy là bao hai lửa nha, dọn là 200.000 một con nha anh em. Phí dọn là 200.000 một con, sẽ dọn nổ cho anh em luôn. Đây, hàng này dễ này sắp tay thì hai con này anh em mua một cặp là 900.000,
lẻ thì chịu ha. Đây cặp 900 ngàn một con nha. Rubin E 14 dít lửa. Rồi bán anh em 900. Trời, còn Rubin 14 thì 900 đi. Bơm Ebola luôn Rubin ha. Rồi con này bán sát nè. Bán sát con này nè. Nguyên bộ thì 900 ngàn nha. Bán bao hai lửa nè. Bao hai lửa đi. Thiếu đồ nha, thiếu nắp nè, thiếu e nè. Xăng này đầy đủ, xăng con đầy đủ. Giờ anh em dọn lại con này xài IC. Bộ bơm 60 luôn. Shubin E15 thằng hơi gì mà bình xăng cho nó trắng. Rồi 900 ngàn luôn. Động hút xả nè. Có sao bán vậy nha, thiếu nắp này nha. Đây quay con 20 nãy nè. 20 nãy đẹp nha nè. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại cứ ghi dưới phần tiêu đề nha.